còn vô hương sự mình cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng mà vô đây thì mình thấy là mình phải tự lo tất cả mọi thứ rồi, tại vì bây giờ không có ai lo cho mình được nữa. Ở nhà mình cũng không biết giặt đồ, không biết lau nhà gì hết trơn. Vô đây mình thấy mình phải ngày nào cũng phải tự giặt đồ, mặc dù rất là khó khăn mà mình cũng phải cố gắng chịu đựng. Mình thấy là mọi thứ khá là khác, và thật sự mà nó khắc nghiệt hơn mình tưởng rất là nhiều. Và có lẽ là sau khi nhìn đi quân sự này thì chắc là mình giảm được mấy ký, bởi vì ăn ít mà làm nhiều quá. Mình thấy cái khác biệt to lớn nhất mà khi mình ở nhà với lại ở đây á, là mình có nhiều bạn hơn này. Mình tự lập nhiều hơn. Tại vì ở nhà thì mình ít giặt đồ lắm, toàn là bố mẹ mình giặt không à. Nhưng mà lên đây thì mình phải tự làm mọi thứ. Mình xa nhà thì cảm thấy hơi buồn, nhưng mà bù lại thì mình có các bạn, mình có thêm nhiều bạn mới, có thầy cô, bạn bè thì nó giúp cho mình cảm thấy tốt hơn, cảm thấy vui hơn rất nhiều so với nhà. Theo mình thấy thì môi trường quân sự ở trong quân khu 7 là một môi trường đào tạo và hướng dẫn cho học sinh biết được rằng ở trong một cái môi trường khắc nghiệt như thế này thì mình sẽ học được rất nhiều thứ, và nó giúp mình trải nghiệm rất nhiều thứ mà ở nhà, ở ngoài xã hội mình không có. Theo mình sẽ cái việc lớn nhất là ở nhà mình có thể là một hoàng tử, là một cô công chúa hay là một tiểu thư gì đó. Mình có thể là tất cả, mình có thể làm mọi thứ. Nhưng mà ở trong này mình sẽ bắt buộc phải trở thành một người lao động, một người tự lo cho bản thân mình, biết được rằng là điều gì cần thiết, điều gì mình phải tự ra quyết định và tự động tay vô. Vỗ tay, vỗ tay! Giống như là có người đã nói, có làm mới có ăn. Thế đâu là gì? Thì trong này cũng thế, mình phải làm mình mới có ăn. Thiên nhiên cũng được, thì nói chung là cũng nó thoải mái hơn khói bụi Sài Gòn. Thì có một cái mình không chịu được là cái vệ sinh căng tin nó dở quá, với lại đồ ăn căng tin thì nó ít chất xơ quá, nên là có thể là mình sẽ bón ở đâu. Sau một tuần đi thì mình cảm thấy môi trường ở quân khu 7 rất là thân thiện. Thầy của mình là thầy Huy ở đại đội 7 thì rất là hiền, thầy rất là yêu học sinh, còn bạn bè thì rất là vui vẻ. Chỉ có điều là thức ăn hơi đó. Rồi, hôm nay thì là phụ huynh vô thăm, nhưng mà kiểu phụ huynh mình ở xa quá nên mình không ấy được, nhưng mà mình rất vui vì bạn bè cũng rất là thân thiện. Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất hả? Chắc là ngay cái hôm đầu tiên mà 6 giờ sáng mà tụi mình chưa được ăn gì hết mà đã phải xuống để mà tập thể dục rồi. Với lại cũng trong buổi trưa hôm đó, tụi mình vừa ăn xong chưa kịp lên nghỉ thì đại đội trưởng đã hành tụi mình bằng cách là cho nguyên một đại đội xuống để mà rèn luyện thể dục buổi trưa. Cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất là mỗi sáng sớm 5 giờ dậy tập thể dục buổi sáng cái này. Như lúc thì ngày hôm qua đi, mình trực thì khá là muộn cho nên mình thức dậy rất là trễ. Và cả phòng mình thì mình tắt hết, báo thức hết. Là báo thức nhưng mà mình cứ tắt đi cho tụi nó ngủ á. Nhưng mà rồi cuối cùng là mình dậy trễ, may mà vẫn kịp. Và đấy là cái kỷ niệm mình thấy là mình nhớ nhất trong ở đây. Mà cái kỷ niệm đáng nhớ nhất ở trong kỳ tập trung này đó là những buổi tối chơi ở sân của trung tâm, và những cái lúc mà đại đội trưởng đi kiểm phòng, kiểm những sự ngăn nắp, kiểm sự tỉ mỉ của mình. Tới đây thì mình được ở chung phòng với nhiều bạn kiểu nhiều vùng khác nhau á, thế là mình học được nhiều điều. Với lại là mấy bạn cũng cho mình biết được nhiều cái văn hóa này nọ. Rồi mới đây là hồi sáng nay nè, là ba mẹ bạn có một bạn trong phòng mình là đem tiệc dịch vô ăn. Nice.
thì cũng vui.